chào các bạn nha. Ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái nội dung phải nói là rất là chuyên sâu và rất nhiều bạn đang mong chờ cái video này được xuất bản. Thì như cái video trước thì mình đã trình bày cho các bạn về cái lên ham là gì và cái tác dụng của lên ham trong thời buổi chuyến như thế nào. Thì ở cái series này có 3 video nói về cái tính về mốc lên ham đó áp dụng vào trong thực tiễn như thế nào. Ở video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái mốc kết thúc tính lên ham. Tại đây chúng ta sẽ làm 3 phần đó. Thì trong cái mốc kết thúc lên ham thì có về nó tùy thuộc vào cái hợp đồng bốc xếp giữa tàu hoặc là giữa cái người chịu trách nhiệm xếp dỡ với cái cảng. Thì từ đấy chúng ta sẽ có các cái nội dung liên quan, ví dụ như là cái LD là gì, rồi BOT, rồi BOH hoặc là EU. Đây là những cái thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến cái hoạt động về xếp dỡ hàng hóa ở cảng đó, mà trong cái nghiệp vụ thay đổi chuyến là chúng ta rất là cần thiết, rất là quan tâm đó. Và thưởng phạt như thế nào nó phụ thuộc vào cái một phần của cái tính toán cái mốc lên ham kết thúc so với cái việc kết thúc thực tế xếp dỡ hàng hóa đó. Thì cái phần mà cụ thể hóa cái vấn đề xác định thưởng phạt chi tiết như thế nào thì mình sẽ làm ở một cái video sau cái series khác, cái video nó về cái mốc lên ham này đó. Thì đó là cái đấy. Thì bây giờ trước khi vào cái nội dung chi tiết của các video thì chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký kênh và chia sẻ cái video đến cộng đồng để mọi người cùng tham khảo. Và nếu như các bạn quan tâm đến các cái khóa học ngắn hạn tại trung tâm đào tạo của đường logistics Thành Đạt thì chúng ta có thể là tham khảo vào cái đường link mình để ở cái phần mô tả, cũng như là trong cái phần comment ghi ở trên đấy, thì chúng ta có thể là tham khảo. Và nếu cái khóa học đó mà chúng ta cảm thấy nó phù hợp và chúng ta thấy nó ứng dụng tốt vào cái công việc sau này để chúng ta lựa chọn một cái vị trí việc tốt, thì chúng ta cứ mạnh dạn đăng ký để trung tâm tư vấn chi tiết hơn cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái video cụ thể. Rồi để tiếp theo cái giới thiệu như ban đầu ở đầu video, thì ở cái phần 2 của video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách tính của cái quy định là đối với hợp đồng xếp dỡ BOH, BOT và EU. Thì ở phần 2 này mình sẽ giải thích thêm cho các bạn về cái BOT. BOT là gì? BOT ở đây chúng ta thấy ghi rõ là Whether working day, Sunday, holiday, except unless you, but only time you. Có nghĩa là gì? Ở đây thì chúng ta thấy có một cái điều hết sức lưu ý, đó là gì? Hết sức lưu ý đó là cái thời gian mà chúng ta tranh thủ. Time you là thời gian tranh thủ, là thời gian ta sử dụng. Đáng nghĩa là thời gian nghỉ, nhưng mà chúng ta tranh thủ cái thời gian đó để chúng ta tiến hành xếp dỡ hàng hóa. Vậy thì cái cách mà để chúng ta tiến hành thực hiện cái việc xếp dỡ hàng hóa nó như thế nào đó thì mình sẽ chia sẻ với ta ở đây. Trước khi vào phần tiếp theo của video thì mình chia sẻ cho các bạn một ý. Thứ nhất, đó là cái ngày chủ nhật bình thường là 24 giờ bắt đầu tính từ 0 giờ, đến 24 giờ bình thường nha. Nhưng mà cái chủ nhật mà trong lay time á sẽ được tính từ 13 giờ ngày thứ bảy cộng thêm ngày chủ nhật đến 8 giờ sáng ngày thứ hai. Thì cái này người ta gọi là chủ nhật lay time, và tổng của nó sẽ là 43 giờ. Chúng ta tính đúng 43 giờ hay không ha? Chúng ta điền ở bên dưới comment giúp mình là đủ 43 giờ hay không. Bắt đầu từ 13 giờ chiều thứ bảy, ha, cho đến 8 giờ sáng ngày thứ hai. Và cái thứ hai đó là ngày lễ, chủ nhật và ngày lễ.
là 24 tiếng hết. Đó. Và tính từ 0 tới 24 giờ. Nhưng mà ngày lễ của Lê Tham thì bắt đầu tính từ 13 giờ của ngày trước lễ cộng thêm cái ngày nghỉ lễ chính đó, đến 8 giờ sáng ngày sau lễ, tổng nó cũng là 43 giờ. Nó tính quy định vậy đấy ha. Đó, nên cái thời gian này là thời gian nghỉ không làm việc của Lê Tham. Đó, nên chúng ta lưu ý kỹ cho mình các cái này đấy nha. Đó, và cái câu hỏi của mình đặt ra ở đây đó là gì? Vậy nếu ngày lễ và ngày chủ nhật nó sát nhau và nó có nghỉ bù thì bây giờ cái thời gian nghỉ lễ và chủ nhật nó được tính tổng như thế nào? Thì chúng ta hãy comment ở bên dưới video ha, comment bên dưới video giúp mình. Đó. Rồi bây giờ quay trở vấn đề rồi, ở cái nội dung của video này là BOT tính như thế nào và quy định thời gian mưa như thế, thứ bảy nhật như vậy đúng không? Thì cái mốc của nó cũng giống như là cái mốc bắt đầu. Ở đây mình đặt ra cái điều kiện là chúng ta không có tiến hành tranh thủ trước mốc ha. Nhưng mặc dù chúng ta tra buổi chiều, từ buổi chiều đó hôm trước đến 8-6 giờ sáng hôm sau mà chúng ta không có làm việc gì hết, chúng ta không có tính được nha. Đó, thế thì bây giờ bắt đầu mốc đây thì bắt đầu tính. Thí dụ giả sử đây mưa 2 giờ, ngày đầu tiên mưa 2 giờ thì từ 6 giờ sáng cho đến 24 giờ thì là được 18 tiếng đấy chưa. Nhưng mà do mưa, đây là chúng ta nhớ nè, thời gian làm việc tốt, ngày làm việc thời tiết tốt đúng không? Do mưa 2 tiếng đồng hồ, nên chỗ này mưa 2 tiếng đồng hồ. Đó, chỗ này mưa 2 tiếng đồng hồ ha. Chỗ này mưa 2 tiếng đồng hồ. Dẫn đến là cái thời gian của ngày hôm nay từ đây đến đây. Đó, chúng ta chỉ được tính vào lay time là 16 giờ tiếng thôi. 6 giờ thôi. Mặc dù từ 6 giờ đến 24 giờ là 18 tiếng, nhưng mà do có mưa 2 tiếng nên cái lay time chỉ được tính là 16 giờ. Đấy chưa? Đó, và chúng ta tương tự như vậy, chúng ta sẽ tính cho tất cả các cái buổi. Hôm nay là cái trên ở trên mình cái này như ở video trước ấy, đúng không? Chúng ta tính toán thì cả cái đoạn này là 24 giờ, mặc dù có mưa nhưng vẫn tính là 24 giờ. Không thay đổi, đúng không? Nhưng ở đây do có mưa nên chỉ tính, nên mình cho mưa 2 tiếng nha, nên nó dễ tính là 24 giờ nhưng mưa 2 tiếng thì nó được tính là 22 giờ. Được chưa? Và tương tự như vậy đây, giả sử như mình mưa cho 4 tiếng là hạn đi. 4 tiếng thì tổng cái này là 20 giờ. Đó. Và mình cứ tính như vậy cho đến khi mình cộng những cái số 16 giờ, 22 giờ này và 20 giờ này. Được chưa? Đó, vân vân. Cho đến khi nào nó đủ cái lượng lay time là 6 ngày 16 giờ thì bắt đầu nó kết thúc. Mình đã xác định cái mốc kết thúc nha. Đó. Vậy bây giờ thì mình tính nha, mình giả sử như vậy, bắt đầu hôm nay mình mưa 2 tiếng đồng hồ buổi sáng. Và trước cái phần còn lại này mình là chỗ này là 22 giờ. Được chưa? Và tương tự như vậy đây mình mưa buổi tối, chiều tối đó thì chỗ này là mưa 2 tiếng ha, này là 22 giờ thứ 6. Thứ 7 chúng ta lưu ý thứ bảy là chỉ tính đến 13 giờ thôi, tại vì cái ngày chủ nhật lay time là nghỉ bắt đầu từ 13 giờ ngày thứ bảy. Ngày hôm nay nó rơi vào ngày ngày thứ bảy nè. Ha, thứ bảy đây, mình sẽ nói đây ha, thứ bảy ha. Đó. Chính vì vậy chỗ này mà tính 22 giờ là không đúng. Đó. Như vậy thì chúng ta bắt đầu phải phải tính lại chỗ này ha. Chúng ta bắt đầu tính lại. Đó, tính lại chỗ này. Đó. Ví dụ đây. Tính tới 13 giờ ngày thứ bảy thôi. Đây thì 12 giờ đây ha, 12 giờ ở đây. Thì 13 giờ nằm đây. Đó. 13 giờ thứ bảy là bắt đầu từ đây. Mình vẽ đây xuống sẵn lưu bước là mình tính như thế. Thì bắt đầu từ đây tới đây là 13 giờ. Được chưa? Giả sử chỗ này nó mưa sát buổi chiều đi. Đó. Mưa trong giờ làm việc mà. Thì 13 giờ mà trừ 2 giờ chỗ này chỉ còn là 11 giờ thôi. Đó. Còn cái ngày chủ nhật thì bắt đầu tính từ 13 giờ ngày thứ bảy cho đến 8 giờ sáng của ngày thứ hai. Đó. 8 giờ sáng ngày thứ hai. Đúng chưa? Thì cái thời gian này là thời gian mà người ta nghỉ lễ, nghỉ chủ nhật. Nghỉ ngày chủ nhật.
Đó. Thế thì trong cái thời gian này, giả sử điều kiện ban đầu để cho là giả sử bây giờ mình đặt ra vấn đề là chúng ta tranh thủ cái thời gian này nghỉ, thời tiết nó ok, ta làm việc khoảng là 20 giờ. Đúng chưa? 20 giờ và trong đó mưa 2 giờ. Nó 20 giờ thì giả sử như là thời gian nghỉ là tôi không tính, bây giờ tôi tính bắt đầu từ từ 0 giờ ngày thứ bảy đấy cho đến 22 giờ ngày thứ bảy, 20 giờ là 20 giờ là ngày thứ bảy đó đấy. Đó, cái giờ này, thời gian này là tôi tranh thủ. Đó, tranh thủ làm việc. Nhưng mà khi tranh thủ thế này thì mưa 2 tiếng. 2 tiếng này giả sử tôi cho mưa ở đây. Thời gian này là mưa. Như vậy là từ 0 giờ cho đến 20 giờ này thì tôi chỉ tính là 18 tiếng thôi. Này nó bất only time, cái thời gian tranh thủ thôi. Thay vì 40 tiếng, 43 tiếng là tới đây, từ đây đến đây là 43 tiếng. Đúng chưa? 43 tiếng, nhưng mà tôi không tính 43 tiếng này nghỉ hết mà tôi tranh thủ 20 giờ thôi. Đó, tôi tranh thủ 20 giờ, nhưng mà trong 20 giờ tôi tranh thủ đó giả sử có mưa chẳng hạn, mất 2 tiếng, nên là tôi chỉ tính vào lay time là 18 tiếng thôi. 18 tiếng thôi. Được chưa? Đó. Rồi sau đó đến cái ngày thứ hai, bắt đầu 8 giờ sáng ngày thứ hai chúng ta lại tiếp tục đến 24 giờ là 16 tiếng. Nhưng mà mưa giả sử tôi mưa buổi tối mới 2 tiếng thế này là còn 14 giờ thôi. Đó nha, được tính 14 giờ thôi. Đó, 14 giờ vào lấy tham. Thế rồi tôi nhẩm thử nè, 16 nè cộng với 22 nè, 16 nè, 22 là thành là cái này tính là tổng là bao nhiêu giờ đấy ha? 6 ngày 16 giờ. 6 ngày thì là 1 ngày 24. 6 2 12 6 4 24 là 144, 144 cộng 16 là 160 giờ, đúng không? Là 160 giờ. Đó, đúng không? 144 6 4 24. Đúng rồi. 6 2 12 144, 160 giờ, đúng không? Cộng này 16 nè. Cộng với 22 là thành 38 nè, cộng với 20 của ngày nay là hôm thứ năm nữa nè. Là 58 nè, cộng với 22 này là 60 nè, 80 nè, là 99 nè. 99 cộng với 18. 99 cộng với 18 là 117 nè. 117 cộng cho 14 nữa, 117 cộng 14 nữa là 131. 131 thì tôi còn thiếu là 29 giờ nữa, đúng không? 131 thì tôi tới hết ngày hôm nay, hết cái ngày thứ ba. Ngày là thứ ba này. Thứ tư này, thứ năm này, thứ sáu này. Được chưa? Hết ngày thứ ba. Thứ thứ ba là 22, giả sử tôi cho mưa 2 tiếng đồng hồ thì cái này là tính 22. 131 với 22 là 153. Đúng chưa? 153, vậy tôi còn 7 tiếng đồng hồ nữa, 7 tiếng đồng hồ nữa thì ngày này thì 7 tiếng, giả sử tôi cộng 7 tiếng cộng mưa thêm 2 tiếng là 9 tiếng ha. Nếu tôi mưa buổi sáng đi. Đó. Nên là 2 tiếng này. 2 4 6 7 đây. Ngày dinh dưỡng nha bạn. Đó, ngày dinh dưỡng nha các bạn. Đó thì cái giờ này thế nào? 7 giờ. Và đây chính là kết thúc lay time của điều kiện là BOT. Được chưa? Đó, thì khi mà kết thúc lay time chúng ta cộng tới đây là nó ra là 160 giờ. Đó, đây chính là mốc kết thúc của lay time. Đấy, mình chia sẻ để các bạn nắm. Được chưa? Đó. Đó là về cái mức kết thúc lay time ha. Và lưu ý đó cho mình. Đó. Thì ở đây mình kết thúc cái video phần 2. À, về lay time có điều kiện đó là BOT. Đó. Còn cái BOH và EU thì mình sẽ trình bày ở cái video thứ ba để chúng ta nắm. Tại vì cái BOH thì nó cũng giống như là BOT thôi. Nó cũng dễ thôi ha. Đó, mình sẽ nói trong một cái video đó về cái BOH và EU. Rất là cảm ơn các bạn là đã theo dõi các cái video. Đó. Thì cũng rất mong là các bạn hãy chia sẻ cái video này đến cộng đồng. Và một thứ hai nữa là nhấn đăng ký kênh để ủng hộ
trung tâm đó, để trung tâm ra nhiều cái video hữu ích khác cho các bạn. Và nếu các bạn có nhu cầu tham gia các cái khóa học ngắn hạn tại trung tâm Thành Đạt thì hãy liên hệ với trung tâm để trung tâm tư vấn và hướng các bạn đến những khóa học cụ thể, để từ đấy các bạn có được những cái trải nghiệm tốt nhất. Đó, bây giờ mình xin chào tạm biệt và cảm ơn các bạn.